ngày 3 tháng 5, được phóng viên báo chí hỏi, Mỹ có thể phá hủy các đảo nhân tạo được Trung Quốc bồi đắp trái phép ở Biển Đông không? Trung tướng Kenneth McKenzie, Giám đốc Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, đã trả lời rất cứng rắn. Tôi chỉ muốn các bạn biết rằng, quân đội Mỹ từng kinh nghiệm nhiều trong việc xóa sổ các đảo nhỏ ở Tây Thái Bình Dương trong Thế chiến thứ hai. Ông cũng nhấn mạnh rằng, quân đội Mỹ đang sẵn sàng bảo vệ các lợi ích của Mỹ và đồng minh trong khu vực, và sẽ tiếp tục bảo vệ quyền tự do hàng hải theo luật pháp quốc tế. Cách đây một tuần, hôm 27 tháng 5 vừa qua, Hải quân Mỹ đã điều tàu chiến USS Higgins mang hỏa tiễn dẫn đường tiến vào vùng 12 hải lý xung quanh các đảo Cây, Phú Lâm, Lincoln và Tri Tôn thuộc chủ quyền Việt Nam mà Trung Cộng chiếm đóng và kiểm soát trái phép để thách thức và bác bỏ chủ quyền phi pháp của Trung Cộng tại các đảo này. Hôm qua thứ Bảy 1 tháng 6, Hội nghị đối thoại Shangri-La, Hội nghị an ninh hàng đầu châu Á, vừa khai mạc tại Singapore. Bài diễn văn của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi trong hội nghị được đánh giá là rất quan trọng. Hiện nay Trung Quốc ngày càng có xu hướng bành trướng một cách hung hăng và tàn bạo tại châu Á, bất cần luật lệ quốc tế, còn Hoa Kỳ thì co cụm lại với chủ nghĩa America First, khiến cho một số nước tại châu Á có khuynh hướng ngả theo Trung Quốc. Trong bối cảnh này, các quốc gia tại châu Á chờ đợi Ấn Độ, một nước hiện có tốc độ phát triển kinh tế nhanh nhất thế giới, và đang có lợi thế tốt để xây dựng khả năng phòng thủ, đứng ra gánh vác trách nhiệm bảo vệ trật tự quốc tế đang bị Trung Quốc coi thường và chà đạp. Ngay cả Hoa Kỳ cũng hy vọng Ấn Độ có thể đứng ra làm nhân tố mang lại ổn định. Đây là thời cơ tốt để Ấn Độ khẳng định vai trò quan trọng của mình. Hiện nay các nước như Úc, Nhật, Mỹ, cho đến Pháp hay Nam Hàn đang muốn cùng Ấn Độ gánh vác vấn đề an ninh châu Á. Việc Mỹ đổi tên Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương thành Bộ Tư lệnh Ấn Độ-Thái Bình Dương đã khích lệ Thủ tướng Modi đi theo chiều hướng đó. Sáng ngày 1 tháng 6, bên lề hội nghị đối thoại Shangri-La, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ James Mattis có gặp Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam. Trong cuộc gặp này, một lần nữa, ông Mattis khẳng định lại lời cam kết sẽ hợp tác chặt chẽ với các đối tác trong khu vực, trong đó có Việt Nam, với mong muốn tăng cường chủ quyền cho Việt Nam. Ông Mattis cũng cho biết, Hoa Kỳ đang nghiên cứu chuyển giao cho Việt Nam máy bay huấn luyện và một số trang bị khác phù hợp với Việt Nam. Tin từ bà Nguyễn Thị Tuyết Lan, thân mẫu của blogger mẹ nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh cho biết, con gái bà đã tuyệt thực trong 6 ngày, từ ngày 5 tháng 5 đến ngày 11 tháng 5, để phản đối cách đối xử của các cán bộ trại giam Năm Thanh Hóa. Bà Lan tố cáo rằng, cán bộ trại đã đưa cho mẹ nấm một bản kiểm điểm yêu cầu nhận tội, nhưng con gái bà nói mọi việc làm của cô là hoàn toàn đúng, không có gì vi phạm. Ngoài ra, cán bộ trại giam còn thu giữ phi lý thư từ của mẹ nấm mà không chuyển đến gia đình. Bà Tuyết Lan cho biết, sau 6 ngày tuyệt thực, cô Nguyễn Ngọc Như Quỳnh rất ốm yếu do từ chối thực phẩm nhà tù. Lý do blogger mẹ nấm tuyệt thực, không ăn thức ăn do nhà tù cung cấp, vì cô nói rằng khi ăn các thực phẩm của nhà tù thì cảm thấy mệt và đau đớn nhiều chỗ, nên hiện nay mẹ nấm chỉ ăn những thức ăn của gia đình tiếp tế. Bà Tuyết Lan rất lo lắng vì trại giam chỉ cho tù nhân mỗi tháng nhận 5 kg đồ thăm nuôi mà thôi. Sáng hôm qua thứ Sáu 1 tháng 6, trạm BOT T1 trên quốc lộ 91 thuộc phường Phước Thới, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ đã phải liên tục xả trạm vì tình trạng kẹt xe kéo dài do các tài xế tới trạm tắt máy, rời khỏi xe và không chịu trả phí, để phản đối chính quyền và nhà đầu tư chưa giảm giá vé như đã cam kết. Sự việc này khiến quốc lộ 91 từ tỉnh An Giang đi thành phố Cần Thơ và cả chiều ngược lại bị kẹt xe nghiêm trọng. Khi xe bị kẹt nhiều cây số, nhân viên BOT mới xả trạm cho xe đi qua, nhưng khi tình hình lưu thông ổn định thì nhân viên lại đóng trạm để thu phí, nên tình trạng kẹt xe lại tiếp tục. Trước đó mấy ngày, tức ngày 29 tháng 5, Sở Giao thông Vận tải thành phố Cần Thơ cùng với chính quyền địa phương và công ty cổ phần đầu tư quốc lộ 91 Cần Thơ An Giang đã công bố chính sách giảm giá dịch vụ sử dụng đường bộ BOT bắt đầu lúc 0 giờ ngày 15 tháng 6, áp dụng cho cả trạm T1 và T2. Tuy nhiên, phía tài xế không đồng ý mà yêu cầu thực hiện giảm giá từ ngày 1 tháng 6, nhưng các trạm BOT đã không thực hiện. Như tin đã loan, ông Nguyễn Khắc Thủy, với 78 tuổi đời và 52 tuổi đảng,
bị truy tố về tội dâm ô trẻ em hôm 11 tháng 5, đã bị Tòa án Cộng sản Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu xử phúc thẩm với hình phạt 18 tháng tù, nhưng lại cho hưởng án treo. Sự nhân nhượng phi lý này khiến dư luận rất phẫn nộ, nên ngày 14 tháng 5, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã gửi khẩn cấp đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân cấp cao tại Sài Gòn giám đốc thẩm vụ án này. Vì thế hôm qua 1 tháng 6, phiên giám đốc thẩm tại Sài Gòn quyết định hủy bản án treo mà giữ nguyên mức án của phiên tòa sơ thẩm là 3 năm tù. Sau 2 ngày xét xử, ngày 1 tháng 6, Tòa án Cộng sản Việt Nam tại Sài Gòn đã tuyên án tử hình ông Thi Danh, 61 tuổi, về tội tham ô tài sản nhà nước, 15 năm tù cho ông Nguyễn Duy Linh, 37 tuổi, vì làm theo lệnh của Danh, và 2-5 năm tù cho 4 bị cáo khác. Theo cáo trạng thì Thi Danh, nguyên là trưởng ban quản lý bồi thường giải tỏa gia cư ở quận Tân Phú thuộc thành phố Sài Gòn, từ tháng 11 năm 2003 tới cuối năm 2015, có nhiệm vụ lập dự án đền bù và hỗ trợ các chủ nhân bị giải tỏa. Ông Thi Danh đã ra lệnh cho người làm việc dưới quyền là Nguyễn Duy Linh lập hồ sơ để chiếm đoạt 54 tỷ tiền bồi thường cho các dự án thuộc ngân sách nhà nước. Ngoài án tử hình, ông Danh phải bồi hoàn 40 tỷ, gồm tiền đã chiếm đoạt cộng thêm tiền lãi phát sinh. Hai tàu chiến Mỹ tiến lại gần quần đảo Hoàng Sa, bài viết được đăng trên trang VOA tiếng Việt. Hai tàu chiến của Hải quân Mỹ đã tới gần các hòn đảo Trung Quốc tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông để thể hiện quyền tự do hàng hải. Reuters đưa tin hôm 27 tháng 5 dẫn lời hai quan chức Mỹ. Hãng tin Anh nhận định rằng dù bước đi này đã được hoạch định nhiều tháng trước và nó đã trở thành thường lệ, động thái diễn ra ở một thời điểm nhạy cảm, vài ngày sau khi Hoa Kỳ rút lại lời mời Trung Quốc tham dự một cuộc thao dượt hải quân quy mô lớn do Mỹ tổ chức. Reuters dẫn lời các quan chức Mỹ giấu tên cho biết rằng chiến hạm được trang bị tên lửa là Hagin và Antietam đã tiến vào phạm vi 12 hải lý, cách các hòn đảo thuộc Hoàng Sa như Triton và Phú Lâm mà Việt Nam cũng tuyên bố chủ quyền. Hãng tin này cũng trích lời những người chỉ trích hoạt động này nói rằng động thái như trên ít tác động tới Trung Quốc và gần như chỉ mang tính biểu tượng. Bộ Quốc phòng Trung Quốc hôm 27 tháng 5 phản đối sự khiêu khích của Washington. Trong tuyên bố ngắn gọn được Reuters trích dẫn, bộ này nói rằng hành động của Mỹ vi phạm chủ quyền của Trung Quốc vì hai tàu chiến tiến vào vùng lãnh hải của Bắc Kinh khi chưa được phép. Bộ này cũng nói thêm rằng tàu cá và máy bay của Trung Quốc đã được triển khai để cảnh báo và yêu cầu chiến hạm Mỹ rời đi. Các bức ảnh được chụp từ vệ tinh hôm 12 tháng 5 cho thấy rằng Trung Quốc giờ như đã triển khai các tên lửa đất đối không và tên lửa hành trình chống hạm ở Phú Lâm. Đầu tháng này, không lực Trung Quốc đã cho các máy bay ném bom đáp xuống các đảo nhân tạo ở Biển Đông, gây quan ngại ở Việt Nam và Philippines. Hoa Kỳ lâu nay muốn các nước khác cũng tham gia hoạt động thể hiện quyền tự do hàng hải ở Biển Đông. Reuters cho rằng, việc Tổng thống Mỹ Donald Trump hủy cuộc họp thượng đỉnh với lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong-un đã gây thêm căng thẳng trong quan hệ Mỹ-Trung trong bối cảnh hai nền kinh tế lớn nhất thế giới tiếp tục tranh chấp về thương mại. Bộ Quốc phòng Trung Quốc hôm 24 tháng 5 chỉ trích Mỹ rút lại lời mời nước này tham dự cuộc diễn tập hải quân do Hoa Kỳ tổ chức có tên gọi là Vành đai Thái Bình Dương, viết tắt là AIMPAC, vì việc quân sự hóa Biển Đông. Theo Reuters, Bắc Kinh từng tham gia cuộc thao dượt hàng hải quốc tế được coi là lớn nhất thế giới, diễn ra 2 năm một lần ở Hawaii vào tháng 6 và tháng 7. Tin cho hay, AIMPAC tạo cơ hội cho lực lượng vũ trang của hai nền kinh tế lớn nhất thế giới trao đổi trực tiếp và điều này sẽ giúp giảm bớt căng thẳng, cũng như tính toán sai lầm nếu đôi bên đối đầu trong tình thế xấu hơn. Theo Reuters, Lầu Năm Góc nói rút lại lời mời vì Bắc Kinh quân sự hóa các hòn đảo ở Biển Đông. Trong một tuyên bố ngắn, Bộ Quốc phòng Trung Quốc nói rằng Hoa Kỳ đã phớt lờ sự thật và làm rùm beng cái gọi là quân sự hóa Biển Đông và lấy đó là cái cớ để không mời Trung Quốc. Bộ Quốc phòng Mỹ vào hôm qua loan báo họ đã rút lại lời mời Hải quân Trung Quốc tham gia cuộc tập trận chung ở vùng biển Thái Bình Dương nhằm phản đối việc nước này quân sự hóa các hòn đảo đang tranh chấp ở Biển Đông. Phát ngôn nhân Bộ Quốc phòng Mỹ Trung tá Chris Logan tuyên bố, Hoa Kỳ có những bằng chứng rõ rệt là Trung Quốc đã bố trí các dàn phi đạn địa đối hải và địa đối không trên các hòn đảo Hoàng Sa và Trường Sa, và vào tuần trước, các oanh tạc cơ của Trung Quốc đã hạ cánh ở Hoàng Sa. Ngay lập tức Trung Quốc lên tiếng chỉ trích quyết định này của Hoa Kỳ.
Trong cuộc họp báo vào hôm qua, Ngoại trưởng Trung Cộng Vương Nghị tuyên bố quyết định này không mang tính xây dựng và không giúp ích gì cho mối quan hệ giữa hai nước.